Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng cảnh sát giao thông tại các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo bình yên trên mọi tuyến đường để người dân có thể đi lại an toàn. Ghi nhận tại những ngày cận Tết, tỉnh Sơn La. Tuyến đường 4G đoạn đi qua thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, sau hơn 1 giờ đồng hồ ra quân xử lý các hành vi vi phạm. Về cơ bản, các tài xế đều chấp hành nghiêm quy định. Đặc biệt, lỗi vi phạm về nồng độ cồn đã không còn. Chấp hành lỗi không đầy đủ thôi, với cả là bia rượu thì mình không uống. Không sử dụng cái loại kích thích loại kia, đi xe đảm bảo thôi, không dùng cái đồ đấy, không rượu bia. Mình thật sự là mình cũng ở nhà thôi, cũng đi xe máy thì cũng chấp hành đầy đủ. Mình cũng mong muốn là anh em làm gắt cái vấn đề này lên để đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người. Từ đầu đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay, Cảnh sát Giao thông Sơn La đã xử lý 116 trường hợp vi phạm, trong đó 105 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 105 phương tiện, tước 34 giấy phép lái xe, phạt tiền hơn 137 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận, nhiều địa bàn vùng cao của Sơn La, việc xử lý các trường hợp vi phạm giao thông cũng còn gặp nhiều khó khăn. Có những người dân thì đi sử dụng phương tiện là những xe máy, xe gắn máy có cái giá trị thấp. Do đó là một số trường hợp họ không đến chấp hành bởi vì cái lỗi nó rất là cao. Với phương châm xử lý đó là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đặc biệt là một số lỗi vi phạm về nồng độ cồn. Qua đó cơ bản đã nâng cao được ý thức chấp hành của người dân. Bên cạnh đó thì có một số trường hợp do nhận thức, do phong tục tập quán, vùng miền vẫn sử dụng rượu bia trong các cái hoạt động lễ Tết nên vi phạm về nồng độ cồn vẫn còn. Ngoài việc kiểm tra, xử lý vi phạm, dịp Tết này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Sơn La cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân tự giác chấp hành pháp luật, nhất là việc đã uống rượu bia không lái xe, tránh xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.